Và tiếng kèn của anh nó còn mang một cái thông điệp đó là chữa lành. Trước đây người ta nói về Trần Mạnh Tuấn, người ta nói về đó là một người nghệ sĩ bay bổng, thăng hoa. Nhưng mà giờ người ta nói về Trần Mạnh Tuấn với câu chuyện của việc mang đến thông điệp tích cực cho những người đặc biệt, ví dụ như là câu chuyện của Covid chẳng hạn. Anh nghĩ như thế nào về cái sức mạnh trong tiếng kèn của mình? Như cũng như Khang vừa nói này, trong âm nhạc là chữa lành nó quan trọng. Vì sau cái đêm nhạc đó, quả thật rằng anh nhận được rất nhiều những tin nhắn này, và họ cảm giác như là an ủi một phần nào. Đã vì ở trong đó hơn 12.000 bệnh nhân và có cả các bác sĩ nữa, họ cảm thấy họ được chia sẻ trong những cái khoảnh khắc mà khó khăn đó. Thì đấy thì anh cũng rất vui, và mình cảm thấy là mình đã làm được một cái việc nhỏ nhoi cho cộng đồng. Thì nghệ sĩ thực ra ngoài công việc biểu diễn ra, đóng góp cho cộng đồng là điều vô cùng quan trọng. Vâng, cái đó là điều mà em cảm nhận được ở anh Tuấn, có nghĩa là anh luôn luôn dùng tiếng kèn của mình để làm một cái điều gì đó thật là có ích. Và anh có thể đồng hành cùng với họ. Ví dụ như với nghệ sĩ thì đồng hành từ những ngày họ chưa nổi tiếng lắm, họ chỉ còn làm những cái nghệ sĩ trẻ hoặc là mới được khán giả biết đến, để cùng với họ thăng hoa và phát triển. Và sau khi anh thành công rồi thì cái thành công đó của anh vẫn tiếp tục được lan tỏa đến với những cái dự án tiếp theo, những cái dự án cộng đồng mà anh mang đến cho đời, cho người. Thì em cũng rất là trân quý. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà em muốn mời anh chị lên cái chương trình này. Rất cảm ơn anh chị về cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và thay mặt cho khán giả của The Khang Show, em quý chúc anh chị sẽ luôn đông đầy cái niềm vui và luôn đi song hành cùng với nhau. Đi đâu cũng được đúng không? Miễn là đi cùng nhau ha. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn.